Hello này, xin chào tất cả các bác. Là một đơn vị kinh doanh thì tiếp tục cái dòng sản phẩm hôm nay chúng tôi đưa đến cho các bác thợ bắt ong, đó là bộ quần áo bảo hộ bắt ong phục vụ cho cái mùa 2019, bởi vì mùa 2018 thì bây giờ cũng cuối mùa rồi. Nhưng mà với các bác xem được video thì mình gọi là chuẩn bị cho cái mùa giải 2019. Chi tiết về cái bộ quần áo bắt ong thì tôi sẽ nhờ người mẫu là anh Toàn thao tác mặc thử luôn cho bác xem cái quá trình mặc thử trước, sau đấy mới ở phần sau mới giới thiệu về cái chất liệu chi tiết các bác nhé. Thì bộ quần áo bắt ong cho anh Toàn đây là người mẫu thì đang là cao 1m72, thì anh Toàn cao 1m72 thì sẽ mặc cái size là 42 là rất là thoải mái rồi. Thì còn các cái size số kỹ thuật thì size để tùy người ấy, thì từ các bác từ 1m60 đến 1m80 thì đều có các cái cỡ để các bác lựa chọn. Phụ kiện đi kèm thì một bộ bảo hộ bắt ong thì gồm có mặt nạ chống độc này, găng tay phụ, găng tay này thì khi các bác bắt thì cũng phải đeo vào đấy, và kính để chống ong đốt, mũ bảo hộ để khi các bác đi thì phải đội mũ vào, sau đấy mới mặc bộ quần áo. Rồi bây giờ anh thao tác mặc giúp em phát. Thao tác mặc thì nó rất là đơn giản thôi, bởi vì cái bộ này là cái bộ cao cấp cho nên là mặc là nó kín luôn, rất là dễ, ủng nó liền rồi, găng tay nó liền rồi. Thế còn cái bộ rẻ ấy là ủng không có thì khi các bác mặc này lại phải dùng cái băng dính ấy cuộn lại, sau đấy thì mới nó chắc rồi mới đeo ủng, không thì sợ ong nó chui vào. Thế còn với bộ đồ cao cấp này thì bên nhà thiết kế người ta đã thiết kế rồi, các bác chỉ việc kéo khóa ra. Rồi ok. Các bác thấy thao tác mặc rất đơn giản, ủng nó đã liền rồi nên là mặc nó cũng dễ. Với size 1m72 anh Toàn thì phải mặc bộ 42, nhưng mà đây đang là size 41, hơi chật. Thực ra là mặc nó rộng một tí các bác bắt nó sẽ thoải mái hơn. Đấy, thế thì khi các bác mua ấy thì các bác cứ báo chiều cao thì chúng tôi sẽ đưa đến cho các bác cái size nó phù hợp nhất. Đấy, sau khi mặc vào hoàn thiện thì thôi không cần kéo đâu anh, không cần. Thì các bác kéo cái phần này xuống là ok, là nó sẽ kín hết như này, và sau khi mà kéo kín rồi thì ở đây nó còn có một miếng dán như này nữa, các bác dán kín vào như này để đảm bảo tuyệt đối là an toàn luôn. Cái bộ này thì nhà tôi mặc đi bắt rất là nhiều rồi. Thế còn về găng tay ấy, thì để an toàn tuyệt đối thì các bác nên sử dụng thêm cái đôi găng tay sơ cua kia để đeo vào trong, sau đấy mặc cái bộ quần áo này thì không bao giờ nó đốt được. Thế còn nếu các bác mà thợ bắt ong quen thì các bác có kiểu thì không cần phải đeo này đâu. Còn với các bác mà nghiệp dư thì tất cả những phụ kiện nhà sản xuất cho thì các bác lên sử dụng để đeo vào. Đấy là cái size số và cái thao tác mặc. Thế còn về cái chất liệu thì tôi mô tả như sau. Thứ nhất là cái phần bên ngoài này nó làm được vải, được làm bằng vải cao su, chất liệu bóng. Ở phía bên trong nữa là một cái lớp giả da rất là dày. Đấy các bác thấy, đây là phần bên trong này. Đấy, còn đây là phần bên ngoài. Ong sẽ không thể nào xuyên được lọc qua đây bởi vì cao su này. Và được thiết kế rất là nhiều cái ô lỗ thoáng ở đây. Đằng gáy này một cái này, trên đầu hai cái, ba cái. Bên này nữa, đằng lưng một ô thoáng rất là thoáng. Ở phần ô thoáng này được bên trong đệm lớp lưới, hai lớp lưới rất là dày. Ong không thể nào mà xuyên qua đấy để mà châm được lọc ở phía trước này nữa. Và phía bên này, ở phía đùi này cũng có. Đấy. Thì với cái bộ đồ bảo hộ bắt ong này thì nó rất là thuận tiện cho cái việc các bác bắt ong ở tầm thấp. Thế còn nếu bắt ong ở tầm cao thì các bác phải lựa chọn kỹ cái thế trèo. Các bác phải là chuyên nghiệp thì các bác trèo lên cây cao bắt thoải mái, bởi vì đơn vị kinh doanh chúng tôi bán rất nhiều cái sản phẩm này thì về các bác trèo bắt cũng rất là ok. Đấy. Thì vừa rồi là tôi đã giới thiệu qua cái chất liệu và cái bộ quần áo, về cái bộ quần áo bắt ong dành cho tất cả các bác tham khảo trong cái mùa bắt ong 2019. Với các bác đã có rồi thì các bác
đã biết chất lượng. Thế còn với các bác mà chưa biết chất lượng như thế nào thì các bác alo trực tiếp đến để đơn vị kinh doanh chúng tôi tư vấn kỹ hơn về sản phẩm này. Hai số điện thoại ở góc này, các bác nhìn thấy chưa ạ? Hai số điện thoại đây ạ. Đó, với hai số điện thoại đó thì các bác sẽ gặp nhân viên tư vấn trực tiếp cho các bác về cái mẫu sản phẩm này, một mẫu sản phẩm quần áo bắt ong cao cấp. Và một lần nữa lại xin được cảm ơn người mẫu là anh Toàn. Xin chào tất cả các bác.